Come look at me. Ooh. Wow. Ooh. U cả đám men. U được kia mà. U cả đám. Ôi mà. Ngang đang vào tân hộp xung anh thì đừng thuê các bạn đây lo cà ri bò sco thì chạy tiêu bạn nữa xem cái con thấy cà ri chẹt cho bây giờ nhom à làm sẽ đau đang không chuẩn lắc nhắn nhắn mình tan
mai quả này thủng mai wow oh my god it's really big it's a big one it's a like a scrap all day Wow. Ooh. It's so big. Maybe it's 2 kilo. Oh my god. Thoát đấy. Oh, đi đầm mò. Wow. It's so fat. Yeah. Got to go. One scrap and one family. Keep checking by you. Wow. Oh, amazing. Yeah. Oh my god. Really lucky today. Yeah. Today. I love it so much. Cái trò hết á.
bọn tôi thả này. Này đập lọt xếp đang ở vào hóa, hai đang vào hóa này. Được rồi, bật tiết nó xuôi xuôi lên. That is the oyster place. It's really amazing. Yes. Everyone enjoy this video. Wait a moment. Yeah. Oyster, can you eat? Thầy, một trường. Ngào.
cần chẳng. Trường cái anh panna này wow it's the male crab today yeah the male crab season is the best yeah I see only male crab today I don't see the female crab today get less really best it really good for the male crab maybe because I don't want to see the female scrub also. I just take the male scrub, just catch the male scrub, just be protect the female also. Oh yeah.
That snail is due the body and the snail for Liu, do you know? That it's so fast. Yeah. When the owner what this is die, it's Liu in under body. Càng gần chân á. Mày. The female crab. Oh my god. Yes, that is the female crab. Yeah, it's the first time that I see the female crab over here. Yeah. Yeah, it's so big. Yeah. Yeah. All the way we protect the female crab. Yeah. Yeah. Liếng lại nhá. Ha, lại. Lại. Đang phụ mà. Bạn đang phụ mà. Bye bye, good luck. Bye. We always protect the female scrub over here. Is it easy for Mexico? Oyster. Okay. Hồi lên tất mình đấy rồi. Hồi lên nó tất mình đấy. Lục rèo vậy. Nó mình tất.